Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang trên đường đi lên chỗ nhà của em Rô Bụng To. Sáng ngày hôm nay thì em Dương cũng có nhận được cuộc gọi sớm của em Sùng là anh trai của em Nô đấy. Thì em Sùng cũng có trao đổi với em Dương là không biết vì cái lý do gì mà hai anh em có xảy ra xích mích và liên quan đến cái vấn đề thuốc thang của em Nô ấy. Thì sau khi nhận được cuộc gọi của em Sùng thì em Dương cũng đi vào trong này luôn để hỏi xem là tình hình là anh em là vướng mắc cái gì hay là em Nô lại quên cách sử dụng thuốc hay như nào. Thì em Dương vào trong này luôn để còn chỉ bảo các em. Ô, ở phía đằng bên này thì em Dương thấy em của là đang làm cái gì đây? Đang làm gì em? Có chị nè? Hả? Làm thịt dê á? Dê bị chết này hay là mổ dê? Hả? Cái gì? Dê nhà ai? Từ từ cho chị nè. À, nhà bác à? Dê chết á? Ôi, con to không? Ờ, à, chào em. Dê làm sao đi? Chào ông nhá. Hả? Dê chết á, nó bị rơi vách hay như nào? Hay là nó tự dưng nó chết thế thôi? Không, ăn rau nó mới chết à? À, không ăn cỏ đúng không? Không ăn cỏ thì chết à? Chào anh nhá. Này, chết lâu chưa, chết bao nhiêu con đây? Chết một con à? Chết một con à? À, lấy cái gì thui mà nhìn đen đấy? Đốt. Hả? Đốt. Lấy nhưng mà lấy cái gì đốt đây? Hả? À, lấy đây, bên này đây. À, cây thân ngô đây. Đây, cây thân ngô ở thui ở đây này. Con to hay con bé đấy? Con to đấy, nó là hai lứa đấy. À, hai lứa rồi. Là con to rồi đấy nhỉ? Chém con này lòi. Thì tiếc quá nhỉ? Món. Chắc là bị làm sao đấy à? Thế của xem con của mình, nếu mà bây giờ của nhà bác đang bị như thế thì tránh đừng có thả đi chung nhá, của nhá. Không lại nữa lại nó bị lây hay như nào đây. Nhá. Để ý vào nhá. Của dê của nhà em ấy. Nhớ chưa? Ờ. Thôi anh đi lên trên này một tí đã. Hay thôi anh em làm nhá. Ừ. Rất là tiếc bởi vì là cũng bao nhiêu lần anh em cũng có chia sẻ với cái cuộc sống của bà con ở trên này thì từ việc kiếm đồng tiền này hay là chăn nuôi thì cũng rất là lâu để mà trưởng thành, để mà mong hy vọng mà bán những con trưởng thành đấy để đổi lấy được đồng tiền. Nhưng mà rất là không may thì có những gia đình hay là như trường hợp nhà của bác em của đây thì lại không biết là vì cái lý do gì lại dê lại bị chết mất. Đấy thì không chỉ riêng chỗ nhà bác của em của đâu, ngày trước thì những hoàn cảnh mà anh em nội team có đi chia sẻ cũng như là giúp đỡ mua được con vật nuôi cho các em thì cũng có khá là nhiều nhà cũng có bị như vậy, như là chỗ nhà của em Dính này. Em Dính bố thần kinh là cũng bị chết mất một con dê đực rất là to. Hôm đấy thì em Dương này cùng với lại em Pó thì anh em cũng có phải mang đi chôn đấy. Đấy cũng rất là tiếc là như vậy. Đấy. Đâu rồi nhỉ? Mấy anh em ở nhà không nhỉ? Đâu rồi Súng ơi? Ờ, chào em. Cả nhà đang làm gì đây? Hả? Chào em nhá. À, vợ ra ngoài rồi à? Em bé đâu rồi? Hả? Vừa ngủ rồi à? Ừ. Có quấy không? Hả? Món tu cua gì quậy? Cua đấy ở. Hả? Cua chả chiều. Cũng không nhiều lắm à? Hay là có đủ sữa ăn không? Mì chỉ cháu nó à? Mì cháu nó, mì mẹ. Tao mì mẹ nó, mì. Mua mì mẹ. Hả? Mì mua mì mẹ. Mì mua mì mẹ hết rồi. Xem chỉ cháu mì nó đi chả? Anh xí cua không món tu. Đêm là hay khóc đêm đấy. Thế thì cũng vất vả quá nhỉ. Thôi bây giờ con nhỏ thì thường hay như thế. Có một số thì rất là hay như thế này là trẻ con là ở trong tháng, ở cữ đấy thì là không khóc. Nhưng mà hết đầy tháng một cái là thường hay khóc đêm. Đúng không?
Ở trong tháng là không khóc đâu đúng không em? Đấy, kiểu ở trong tháng là không khóc là hết khỏi cữ là khóc suốt ngày khóc đêm như này ấy. Nhưng mà bây giờ đấy ban ngày thì lại ngủ rất là êm, không quấy một tí nào cả. Hay là tại bình thường hàng ngày em ăn là không có có cái gì để ăn để bổ sữa không? Thế bình thường hàng ngày là ăn cái gì? Rau gì ăn? Rau cải thôi à? Cũng không có tí thịt nào ăn cùng à? Cùng ăn luôn thôi. Nhưng mà anh bảo nhá, người ta bảo là kiêng những cái đồ mà kiêng lá lốt này. Lá lốt là không được ăn, như kiểu đang cho con bú như này thì lá lốt là không ăn, người ta bảo là nó bị cạn sữa ấy. Thấy các cụ bảo thế. Không biết có thật không, nhưng mà mình đã nên kiêng. Bởi vì nhỡ nếu mà đấy là cái sự thật thì mình lại lúc đấy cạn rồi thì không biết lấy đâu ra sữa để mình cho con ăn. Nhá. Thứ nhất này, thứ hai là nếu được thì hình như là lấy cái đu đủ à? Quả đu đủ ấy, chân tăm tùng này. Chân tăm tùng. Có chân giò, mua được cái chân giò hay là ít xương nào thì lấy về nấu cùng với xương ăn ấy. Thì nó nhiều sữa mà. Hoặc là uống nhiều nước vào. Phải uống nhiều nước vào nhé em nhé. Uống nhiều nước là mới có nhiều sữa. Đấy. Em đang đun nước uống à? Đâu em ra đây anh nhờ một tí. Nô đâu rồi? Nô khiêm đào rong. Hả? Khiêm đào rong. Bỏ ra bên ngoài rồi á? Thế hôm sáng nay em gọi anh bảo là hai anh em có xảy ra xích mích gì á? Tại đó thì hồi này có hào cho chua này. Chị hào nữ chị chè này. Chắc chào ông hào chả nữa cảo này. Hãy nè đẹp có mỗi cho chua hào này này. Nè hả đẹp. Cho chua chú phê ấy chó chú này. Hào chú hào cho chua nông tao này. Tức là đến giờ uống thuốc em bảo nô uống thuốc nhưng mà nô không chịu uống. Nó lại không chịu uống là như nào? Mình cũng được mấy tháng nay vẫn uống đều đều đấy. Sao nữ ly uống còn hào nữ sĩ chỉ hào sĩ thì thiệt nữ thì thiệt đàn nữ sĩ kia nữ uống thì sĩ băng. Không chịu uống luôn. Nữ chỉ hào. Nô bảo là thuốc khó uống quá hay là như nào? Nữ là thiệt. Cho chua chua chua, hào chua chua. Mùi quá, uống khó. Người ta bảo thuốc đắng giã tật, thì thuốc đắng thì mới khỏi được chứ. Nếu mà đã gọi là thuốc thì mà dễ uống thì người ta nói làm gì đúng không? Thế tức là bây giờ là em đến giờ uống thuốc em bảo nô uống, nô không uống. Xong là em cứ bắt nô uống thì nô không chịu thì mới xảy ra là cãi nhau. Em nói không được nữa. Thả chị tàu lại. Đây sáng em Dương cứ nghĩ rằng là em nô là lại quên cái cách uống thuốc như thế nào thì mới gọi cho em Dương thì đi vào trong này thì xem như thế nào, nhưng mà hóa ra là em nô ấy chắc có lẽ là bởi vì là những tháng vừa qua thì không đi viện thì ở nhà thì vẫn có mang thuốc về uống hàng tháng, là em uống nhiều quá là em như kiểu là bị ngấy, bị sợ thuốc nên là không muốn uống nữa, nên đâm ra là em sùng thì bởi vì cũng biết cái bệnh tật của em như thế là cũng bảo em trai là chịu khó uống thuốc vào nhưng mà em lại không chịu uống, thì mới hai anh em mới xảy ra xích mích là như vậy bác ạ. Còn bây giờ đâu sùng nô đâu ở bên ngoài này à? Mùng trăng đi nét tôi này kêu mùng trăng đi. Thế bọn anh về là chạy ra bên này. Đâu đi qua bên nào dẫn anh đi xem nào để anh xử lý cho. Ôi giời, cậu này vớ vẩn nhỉ. Thuốc bây giờ anh đi rồi. Nô ra đây anh xem nào. Hả? Làm sao? Sao lại cãi nhau với anh trai làm gì? Hả? Cô đi cha. Hả? Làm sao không chịu uống thuốc à? Hả? Cô cha. Thật luôn mà. Dỗi không thèm nói chuyện luôn. Dỗi không thèm nói chuyện luôn. Bỏ ra ngoài này. Thấy bọn anh vào là ra ngoài mời bọn anh vào nhà ấy chứ còn lại trốn ra đây nữa. Lớn rồi. Hả? Ôi chà. Chua chỉ dùng hầu đi chà. Hả?
chứ. Mùi á? Mùi thuốc quá. Thế bây giờ em uống không uống thì làm sao mà khỏi được? Ông chỉ hầu cho ông dùng tập. Chứ chứ thì có cái thuốc nào mà nó dễ uống đâu. Nhưng cái thuốc thì trẻ con người ta cho một ít hơi ngọt ngọt một chút nhưng mà nó vẫn khó uống như đây. Bây giờ mình lớn rồi, nô là 15-16 tuổi rồi mà hiểu không? Dạ. Đấy, sắp lấy vợ được rồi. Đúng không? Lấy cho thôi sẵn anh thì muốn mình như anh ta. Hả? Lấy cho cao chí cặp lá chí sẵn như vấn đề cao chí trả sẵn như mình như anh. À đấy. Bảo em Sùng nó bảo là có một số bạn mà cùng trang lứa với bạn này còn người ta lấy vợ mà có con rồi. Hả? Rau hỏng hết rồi à? Ừ. Ủa cái chỗ kia gà bới hỏng hết rồi. Thì kìa. Gà bới hỏng hết rồi. Ủa rồi tiếc thế. Tưới bao nhiêu là rau. Đấy hàng ngày là cũng chỉ ăn rau cải này thôi đúng không? Thì vợ mấy không có sữa đấy. Em chịu khó đi tìm rau. Cái này này, cái quả của cây này này. Bao nhiêu bao? Bao mà. Ờ đấy. Quả cây đu đủ này này, quả đu đủ ấy. Ừ đấy đấy đấy. Đấy cái đấy để mà ăn. Đấy, nô ra đây anh bảo. Bây giờ chưa giải quyết xong ông nô này đã. Đây bây giờ anh bảo nô này. Thứ nhất là bệnh của em thì ngày trước em cũng đã bị rất là lâu rồi. Bị trước khi bọn anh vào là đã bị hơn 1 năm hay là bao nhiêu lâu ấy nhỉ? Hay 3 năm ấy nhỉ? Thảo phê chỉnh cho lò mà mơ tỏ hắn tỏ tên ấy. Thảo nên chỉ tao lo mơ tỏ ý chồng. Đấy, đã được hơn 1 năm rồi. Mà lúc đấy thì em xem là cái bụng của em còn phình to ra, người ta bảo là em chửa đấy. Đúng không? Cả chân cũng phù hết lên. Có phải chân của em như bây giờ? Chân làm sao đấy? Mất trư. Hả? Mất trư. Bị nhọt à? Ừ. Ôi dồi, đúng là... Đủ bệnh thật. Đấy. Trước đấy em đã bị lâu như thế rồi. Bây giờ em đi xuống viện này, em chữa trị xong em về nhà em uống thuốc thì bây giờ em chân tay cũng như là bụng của em mới nhược như thế. Em mới khỏi được như thế. Thì đi lại cũng dễ dàng hơn, không phải người ta cũng sợ mình cái này kia. Bây giờ hay là em muốn không uống thuốc nữa xong là mai bụng của em lại to vì như thế xong là chân của em cũng như thế nhá. Nhá, nhìn chị rảnh. Rồi nhìn nhỏ chỉ học chua mà nhỏ nhỏ cho các ở tì thì lúc la này kho tì này tao này cho khác ó ó giờ bộ thầu chỉ tao một kho tao nhá một kho lo tới dòng gì đó giờ ó tới nó mò tao sản ra ba thứ mong cái gì tao đấy đúng không có muốn bị như thế như trước nữa không bộ nhì bộ tha cho khác mò giờ thầu à hả không muốn rồi đúng không thế thì có chịu khó uống thuốc không. Hả? Tiệm mà mắc. Ủa lý gì hóa xưa chị Hầu? Hầu. Hả? Dành. Thế uống thuốc vào nhá. Nhớ chưa? Bởi anh bảo với em này, bây giờ cái bệnh của em ấy, anh cũng thông báo luôn. Để có chuẩn bị tinh thần. Không phải là uống ngày 1, ngày 2, uống hết tháng này thôi đâu. Mà là sau hết tháng này, mình lại đi xuống viện để tái khám lại. Sau đó tiếp tục lấy thuốc về. Em uống thuốc là uống rất là lâu và có thể là em xuống sẽ uống cả đời này luôn. Đấy. Có người ta có những người là người ta cũng uống là 1-2 năm là cũng khỏi nhưng mà nó cái bệnh này là dạng như kiểu bệnh mãn tính rồi khó khỏi dứt điểm được lắm mình phải uống thuốc duy trì đấy o common thì mà chỉ rồi thì họ chưa ino ono io li nani mà ta họ màu trà họ cho cam o common thì mà họ mà chờ chờ lắm ope li ope sông này giờ thì mua từ từ chỉ dùng tầm tại y tiền anh mà hồi xưa tại y tiền anh nó đấy nhớ chưa bởi vì cái bệnh này bệnh mãn tính nhớ chưa và tốn rất là nhiều tiền bây giờ người ta cô bác người ta hộ mình tiền như thế thì mình phải làm sao cố gắng uống thuốc để còn không phí cái số tiền của cô bác hộ mình chứ. Nhớ chưa? Đây cô bác thật sự là cũng phải nói là thông cảm cho em nô một chút. Bởi vì là thứ nhất bản thân em thì vẫn còn trẻ và cũng không có hiểu biết gọi là cái được cái to xác một chút thôi. Nhưng mà tâm hồn vẫn là trẻ như kiểu trẻ con ấy.
em vẫn chưa biết một cái gì cả. Nên là thích thì uống, không thích thì thôi. May mà còn có ông anh trai ở đây để còn biết căn dặn cũng như là giám sát em uống thuốc hàng ngày, thì mới có cái chuyện hôm nay là Sùng vào gọi anh em mà can thiệp, bởi vì là anh là không nói được nữa rồi. Bởi vì là kiểu gì là anh em trong nhà là cũng lì, là nói không được, là cũng có làm được cái gì đâu, đánh thì cũng không đánh được. Đấy, thì mới có cái chuyện như ngày hôm nay. Thì và có thêm cái nữa là những tháng vừa qua thì không có ngày nào là em không uống thuốc cả, thì em chắc chắn là cũng có sẽ nó bị ngấy, nó không phải giống như là ăn cơm ăn thịt. Nói thật sự ra là ví dụ như là thịt gà thôi, mình cho mình ăn 3 bữa liên tục mình cũng đã ngấy rồi, mình không muốn ăn rồi. Đấy, còn đấy là còn là thịt ăn đi nhá. Còn đấy, còn chưa đừng nói là thuốc mà uống thì vừa đắng lại lại còn có mùi mùi thuốc nữa, thì chắc chắn là cũng sẽ bị có cái tâm lý nó rất là sợ, sợ sệt là như vậy. Nhưng mà thôi nhá. Anh biết là cũng thuốc là cũng khó uống rồi này. Như này kia, nhưng mà bây giờ mình đang bị bệnh thì cũng phải chịu khó uống thuốc vào để cho nó mình không bị tái phát lại giống như người trước, nhớ chưa? Nhá, úy xin là Hào nha, Sùng nữa nhá. Cố bảo ban em nhá. Ngoài uống thuốc ra thì vẫn phải kiêng kỵ là không được ăn đồ mặn này, không được hạn chế uống nước nhiều nhá. Và đặc biệt là không được uống rượu bia, nhớ chưa? Nhớ chưa? Có nhịp không? Và ở nhà là nhớ nghe lời anh Sùng, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nho chê mà nồng ti láo ti nỉ ti hải lù nha. Thấy chưa? Đó, nếu mà em không nghe lời ấy, giờ mà nếu mà em mà bị bệnh mà tái phát lại mà bụng lại to như ngày trước là không ai giúp em nữa đâu. Nha. Mà chỉ nồng lù mà chờ các mò ý là thỏ mà chỉ một từ bao đấy. Thấy chưa? Bắt tay cái. Thấy chưa? Bắt tay với anh trai một cái. Cho tiền là ti láo. Nhanh. Nào, hai anh em bắt tay một cái, nhớ chưa? Nhớ chưa? Được rồi, đi vào nhà đi, không là lấy thuốc uống đi. Đi. Đấy. Sùng nhớ bảo em nhé. Đấy, đấy của bác nhà thật sự là để mà em Sùng, em Nô thì nếu như mà không có anh em giải thích cặn kẽ với căn bệnh của em đấy thì thật sự là chắc là em cũng không chịu uống thật sự vì cũng uống nhiều quá rồi nhá. Sùng nhá cũng bảo em bảo là bởi vì cái căn bệnh nó bị lâu dài, nó phải uống thuốc lâu dài nó mới khỏi được nhá. Đấy, cứ chịu khó bảo em đấy, và không là đến lúc lại nghỉ thuốc, lại lúc đấy lại bị bụng lại to lên, lại phù lên to, về lúc đấy lại phải tốn một lần tiền đi xuống tận Hà Nội nữa thì lúc đấy là mệt lắm. Nhớ chưa? Đấy, chịu khó bảo em vào. Đấy xong là vườn rau vườn tiếc nào không xem gà của em như nào, nó để cho vào tận trong vườn phá hết rau như này. Tại kia chỉ số cái à, cái tôi già còn ta tôi thánh à, già còn bao giờ tôi thánh gì ta bay từ chỗ hàng rào bên dưới lên á. Ủa sao tôi bay giỏi nhỉ? Già còn tí tôi đã bao giờ ta bao giờ tôi thánh gì ta. Ấy dài, cái chỗ kia bên dưới còn dốc mà. Ôi chị đâu tao lò. Cái này là cái bộ cái này bộ dạ dày phải không? Hey, Lupla à? Cái này xong lấy muối bóp đi một lần nữa nhỉ? Hả? Ăn pịa? Pịa này chắc là đây trên này không biết ăn đâu. Ở bên nói thật sự ra là pịa là ở bên bên Tây Bắc thì hay ăn. Còn ở phía bên trên này thì cũng chưa thấy, ít thấy bà con làm, cũng không biết đấy. Bên trong nhà thì cũng mọi người là đang chế biến nè. Đang chế biến chắc là làm một ít cơm là mời anh em phải không? Đây là món gì đấy? Món này món gì đấy? Dạ dày. Dạ dày à? Đây đâu cái này? Gan à? Gan luộc à? Cái này nữa này, nhiều nhỉ? Này là mình làm là anh em hộ nhau hộ nhau làm thì có chia thịt cho nhau không? Không chia à, không chỉ, không chỉ là giúp đỡ để mình làm bữa ăn, giúp đỡ xong làm bữa ăn thôi. Thế chủ nhà là có chia cho ít thịt nào không?
À không. À, cái này mình chỉ giúp đỡ lẫn nhau ấy. Giúp là nhau xong là mình làm một bữa. Ờ. Thì anh em về hộ thì làm bữa cơm ở với nhau ăn thôi đúng không? Vâng. Nói thật sự ra là để mà thịt dê là một món ăn đặc sản. Rất là đặc sản. Vâng. Thịt cái này là dê núi đấy. Vâng. Cái này lâu lâu. Của sản dê của lại. Có một lần ăn. Ừ, lâu lâu mới được ăn một lần đấy. Dê núi là một món ăn đặc sản ở trên vùng cao này. Tuy nhiên thì là để mà bà con mổ dê để mà ăn ấy thì chắc là không có nhỉ em nhỉ. Chỉ là ví dụ như trong trường hợp mà có xảy ra lỡ như thế này thì mới ấy thôi. Nhớ nhớ là tỏ tại nhúc có một chỉ một vết đó. Chỉ là nó rơi vách đá. À rơi. Rơi vách đá thì mới được ăn. Ý là tức là nó bị tai nạn đấy đúng không? Nó bị tai nạn thì mới được ăn đấy đúng không? Còn thông thường là chỉ để bán thôi đúng không? Thường thì mình bán thôi. Ờ. Còn mình mổ ăn thì kiểu là tiếc. Đa số thì không. Đúng rồi. Không đúng có rồi. Kiểu đa số thì không ai hết đấy. Đúng rồi. Và tiếc. Đấy. Ở đây bên này là bên này thì em Dương cũng thấy đang cái món này là món này món gì đây? Cái này là món thịt đúng không? Thịt xào à? Anh thấy có cho cả cái gì vào đây? Cái này là ớt à? Ớt với gừng. Có cả có vẻ như là lá chanh nữa đúng không? Lá chanh này. Lá chanh nữa. Cái này nấu như nào anh? Cái này tí xào. Cái này vẫn tí nữa vẫn xào lại à? Vâng. Anh tưởng là chỉ luộc lên như vậy ăn thôi. À, nghĩa là luộc thái nó dễ hơn đúng không? Dễ hơn. Cái gì nhỉ? Món món thịt dê là người ta cũng có làm thằng cố mà đúng không? Thằng cố có mà, cái này tí làm thằng cố. À cái này để tí nữa cốt làm cốt thằng cố đúng không? Vâng. Xong tí nữa là đổ tất cái này vào hết đúng không? Cái hay là thì, vẫn để, bỏ riêng? Để riêng. Cái này để riêng. Yeah. Ở phía bên này thì còn có nguyên một nồi gì nữa cơ. Cái này là luộc gan dạ dày. Xong tí lại thái ra. Cái này là luộc dạ dày xong là để tí nữa dễ thái hơn. Đấy. Trần ngoài thì nó cứng nên mình dễ thái. Đúng rồi, cái này là trần ngoài để dễ thái thôi. Nhà cậu em này là bây giờ hiện tại là còn có bao nhiêu con dê nhỉ? Còn 3 con. Còn 3 con á? Trước thấy đàn của em của hay thả đi kia đông lắm mà. Đông thì đi làm, không có anh Sam thì bán. À bán bớt rồi à? Bớt. Anh xem một tí được không nhỉ? Được. Có chó không? Có. Có à? Có nhưng không cắn. Ý, à đây. Đâu có thấy đâu. Bên này thôi. Ồ, có mấy con cún con kìa. Ờ. 4 con. À đây. Ui. 3 con. À bên này nhỉ. Ờ, bên này. Ờ, vẫn còn 3 con. Tiếc quá nhỉ. Chơi chết mất một con to đùng luôn. Đàn này là ngày trước là lúc mà em của vẫn còn hay sang đây ăn cơm, ăn uống ấy thì là em của là người thả rất là nhiều. Bởi vì ở lúc đấy thì em cổ thường hay ra đây thả cho gia đình nhà bác. Còn bây giờ hiện tại thì em cũng tự có con vật nuôi riêng. Với cả em cũng có việc riêng của mình ấy, thì cũng rất là ít khi. Những khi nào mà nhà bác có công việc gì bận, không có ai đi thả được ấy, thì mới hộ nhau thả thôi. Đây xong rồi tí nữa đi thả dê chứ? Hả? Ăn cơm xong đi thả dê chứ? Hả? Nó bảo tài một cho chí chứ? Ừ, đấy xong là đi thả dê nhá, xong là để ý dê vào nhá. Vâng. Anh về đây. Còn bây giờ thì cũng khá muộn rồi, chắc có lẽ em Dương cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.